Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trong chương trình sáng nay. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 chỉ còn 4 môn, giúp giảm áp lực cho học sinh. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất ở Sơn La làm sập nhà, hai cháu nhỏ bị thương. Người dân ở Yên Bái thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ nuôi ba ba và ốc lát. Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người sang khu vực Tam Giác Vàng. Camera 24 giờ là những tình huống ghi nhận hành vi chèn ép, cản trở không cho ô tô khác vượt của một số tài xế khi lưu thông trên đường. Lên vùng núi Quảng Trị cùng nông dân trải nghiệm trồng cà phê. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Liên quan đến các mốc thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đang được các em thí sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì việc xử lý nguyện vọng xét tuyển đại học diễn ra từ ngày 13 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8 với 6 lần lọc ảo. Bộ yêu cầu các trường công bố kết quả trước 17 giờ ngày 19 tháng 8. Các trường Đại học Bách khoa, Kinh tế Luật, Công thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn vào tối 17 tháng 8, sớm hơn 2 ngày so với giới hạn cuối của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều trường đại học dự kiến công bố điểm ngay sau khi hoàn thành công tác lọc ảo như là Đại học Bách khoa, Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Kinh tế Luật, Công thương Thành phố Hồ Chí Minh. Trễ nhất là các trường khối ngành khoa học sức khỏe, sư phạm gồm Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa học sức khỏe, sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn. Năm nay có hơn 733.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, tương đương 68,5% số dự thi tốt nghiệp, tăng khoảng 73.000 so với năm ngoái. Trong gần 400 ngành đào tạo chia thành 24 lĩnh vực, thí sinh đăng ký nhiều nhất vào nhóm kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và công nghệ. Theo sau là lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, sư phạm. Đặc biệt, nhóm ngành đào tạo giáo viên có số nguyện vọng tăng 85% so với năm ngoái, tương đương 200.000 nguyện vọng. Còn về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 4 môn là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn. Đề các môn thi trắc nghiệm theo định dạng mới cộng với ngữ liệu đề ngữ văn không nằm trong chương trình sẽ là những khó khăn mà học sinh thi tốt nghiệp theo phương án mới gặp phải. Do vậy, việc được giảm 2 môn thi sẽ giúp áp lực của các em giảm đi. Theo phương án thi mới, thí sinh bắt buộc thi 2 môn gồm ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong số 9 môn còn lại được học ở lớp 12. Trong đó môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Đây là lần đầu tiên môn tin học được đưa vào thi tốt nghiệp. Cái định dạng đề thi nó cũng khác hẳn so với những năm trước, nên là bọn em phải học theo những cái phương thức trắc nghiệm mới như là đúng sai hay là trả lời ngắn, nên là em vẫn còn một chút lo lắng. Nhưng mà khi mà biết là chỉ thi 4 môn thôi thì em nghĩ là mình có thể phân bổ được thêm thời gian để tập trung vào những cái môn thi mà mình đã đăng ký. Vì là trong cấu trúc là có cả phần chung và phần riêng cho hai định hướng là khoa học máy tính và định hướng là tin học ứng dụng. Và các con cũng cần phải có thêm cả những phần thực hành để giúp hiểu sâu kiến thức. Thì từ hiểu sâu kiến thức thì các con mới ứng dụng và trả lời những câu hỏi dưới dạng trách nhiệm và trả lời dưới câu hỏi dưới dạng đúng sai một cách tốt nhất. Cũng theo phương án thi mới, ngữ liệu đề ngữ văn sẽ không nằm trong chương trình học. Dù được làm quen với định hướng này từ lớp 10 nhưng vẫn còn khó khăn với cả học sinh và giáo viên. Thời gian là 120 phút, học sinh phải vừa đọc hiểu hai ngữ liệu mới, vừa phải giải quyết những câu hỏi của đề thi, thì đây thực sự là một thách thức đối với học sinh. Tuy nhiên, tôi nghĩ là với việc là các em được rèn giũa kỹ năng về phương pháp, thì tôi nghĩ là các em sẽ vượt qua được những khó khăn này. Thì 4 môn là niềm vui với học sinh, nhưng sẽ có khó khăn cho các trường, bởi bố trí lớp học như thế nào cho hợp lý khi số lượng học sinh chọn mỗi môn là khác nhau. Khó khăn khi mà tổ chức các lớp học thì cũng có nhiều cái giải pháp. Có trường thì sử dụng cái giải pháp là cho học sinh đăng ký môn học rồi xếp lại lớp ngay đầu năm lớp 12. Cũng có trường thì định hướng luôn cho học sinh ở lớp này là học những môn này là chính, tập trung vào 4 môn để thi.
Việc công bố phương án thi sớm là thuận lợi cho học sinh thi theo chương trình mới, giúp cho giáo viên và học sinh có điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi một cách tốt nhất. Chương trình tiếp tục với thông tin về tình hình sạt lở đất tại tỉnh Sơn La. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất khiến nhà một hộ dân ở huyện Mường La bị sập, hai cháu bé bị thương. Căn nhà bị sập là của ông LVH ở bản Nà Lết, xã Triền Lao, huyện Mường La. Vụ sạt lở khiến tường nhà đổ sập làm hai cháu bé ở trong nhà bị thương. Nhận được thông tin, xã Triền Lao đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình ông H di chuyển ra khỏi nhà và đưa hai cháu nhỏ đi cấp cứu. Những ngày qua thì trên địa bàn huyện Mường La có mưa lớn. Ngoài các biện pháp của ngành chức năng, địa phương còn tuyên truyền đến người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lở. Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin về việc các bác sĩ của đơn vị đã vượt biển thực hiện ca cấp cứu, cứu sống bệnh nhân bị rắn độc cắn trong tình trạng nguy kịch. Ông LDT sinh năm 1962 ở xã Quang Lạng, huyện Vân Đồn ra thăm ruộng thì bị rắn gặp nông cắn nhào chân. Ông được người thân đưa đến phòng khám đa khoa khu vực Quang Lạng trong tình trạng chảy máu nhiều ở cổ chân. Tại đây, bệnh nhân được cấp cứu truyền dịch, tiêm kháng viêm. Các bác sĩ của phòng khám nhận định tình hình sức khỏe của bệnh nhân có diễn biến nặng, nguy cơ cao, nguy hiểm tới tính mạng nên đã gọi điện cho Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn xin hội chẩn để chuyển bệnh nhân đến điều trị. Ngay trong đêm, kiếp cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn lái xuồng cứu thương vượt biển để đón bệnh nhân T về điều trị. Sau đó, bệnh nhân đã được các y bác sĩ khám và xử trí vết thương, truyền dịch, giảm đau, chống viêm và làm các xét nghiệm để đánh giá tình trạng bệnh nhân. Sau khi được chăm sóc và điều trị, sức khỏe của bệnh nhân T đã ổn định. Theo thông tin từ Hạt Kiểm Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thì đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng quý hiếm do một người dân tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên. Trước đó, anh NVJ sinh năm 1982, trú tại thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. Trong khi đi làm rẫy thì đã phát hiện cá thể rùa núi vàng ở khu vực Đá Bạc thuộc xã Kỳ Tân. Sau khi biết đây là cá thể động vật hoang dã quý hiếm, anh J đã liên hệ giao nộp lại cho lực lượng chức năng để thả về môi trường tự nhiên. Cá thể rùa núi vàng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên, cần được ưu tiên bảo vệ, cấm săn bắt buôn bán. Thưa quý vị, chợ cá Mân Thái họp trên bãi biển Sơn Trà mỗi sáng sớm là địa điểm thu hút du khách và người dân khi đến với thành phố Đà Nẵng. Chợ cá gợi nhớ nhiều ký ức về làng chài xưa, tạo nên nét đẹp độc đáo riêng cho bãi biển Đà Nẵng. Mân Thái trước đây là một làng chài ven biển. Cùng với quá trình đô thị hóa, làng chài này dần thu nhỏ, nhưng chợ cá Mân Thái vẫn còn và duy trì. Đây là nơi mua bán hải sản của người dân các phường Mân Thái, Thọ Quang của quận Sơn Trà. Từ khoảng 2 đến 3 giờ sáng, sau một đêm đánh bắt, khi tàu thuyền vào bờ cũng là lúc chợ Mân Thái bắt đầu nhóm họp. Ngoài buôn bán hải sản, chợ cá Mân Thái còn là địa điểm thu hút du khách ghé chân khi đi dạo tắm biển tại đây. Hải sản của người dân sau khi đánh bắt về được thu mua ngay trên bãi biển. Cảnh mua bán khiến khung cảnh của Mân Thái nhộn nhịp mỗi sáng sớm. Chợ cá Mân Thái đã góp phần làm nên nét đẹp, điểm nhấn dành cho du khách thích khám phá cuộc sống của cư dân bản địa khi đến với Đà Nẵng. Tận dụng điều kiện thuận lợi về nguồn nước sạch tự nhiên, nhiều hộ dân ở xã Dân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã phát triển mô hình nuôi ba ba và ốc lát cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đáng chú ý là hiệu quả cao từ mô hình nuôi ba ba và ốc lát. Cụ thể như thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi qua ghi nhận ngay sau đây. Năm 2023, ông Trần Xuân Thỏa ở xã Dân Hội, huyện Trấn Yên đã cải tạo hơn 10 sào ruộng kém hiệu quả để thực hiện mô hình nuôi ốc lát thương phẩm. Theo ông Thỏa, ốc lát dễ nuôi, không vất vả, thức ăn có sẵn tại địa phương, nuôi ốc chỉ 4 tháng là xuất bán. Dự kiến năm nay, gia đình ông thu trên 10 tấn ốc thương phẩm, với giá bán trung bình từ 60 đến 70 ngàn đồng một ký, sẽ mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Thì tôi thấy là con ốc này nó nuôi so với cá sẽ nhàn hơn, thì tôi nó phát triển rất là tốt. Tôi nghĩ là thành công bởi vì là ốc con giống này nó phát triển rất là đều. Sau khi tham quan học tập một số mô hình nuôi ba ba tại huyện Văn Trấn, nhận thấy tại địa phương có nguồn nước tự nhiên sạch và nguồn thức ăn dồi dào. Năm 2021, ông Đỗ Trọng Khuê ở xã Dân Hội đã đào ao xây bể nuôi ba ba trên diện tích gần 2.000 m2 đất vườn tạp.
Hiện nay, trại nuôi ba ba của ông Khuê có 500 con bố mẹ và 1.400 con ba ba thịt. Gia đình ông dự kiến thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng từ bán ba ba giống và thương phẩm. Dân Hội là xã có nhiều đầm hồ với nguồn nước sạch tự nhiên. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân phát triển các mô hình nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao. Những năm gần đây, địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ vốn vay tạo điều kiện chuyển đổi đất đai để người dân phát triển thủy sản. Hiện nay cả xã có hơn 40 mô hình chăn nuôi ốc lác, ba ba, lương và các loại cá mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ dân có thu nhập từ 200 triệu đồng một năm trở lên. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin nổi bật có trong phần tiếp theo. Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người sang khu vực Tam Giác Vàng. Camera 24 giờ là những tình huống ghi nhận hành vi chèn ép, cản trở không cho ô tô khác vượt của một số tài xế khi lưu thông trên đường. Lên vùng núi Quảng Trị cùng nông dân trải nghiệm trồng cà phê. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án bắt hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người sang khu vực Tam Giác Vàng. Hai đối tượng bị bắt gồm Di Văn Nhập sinh năm 1983, trú tại xã Châu Bến, huyện Quỳ Châu và Phạm Thị Tuyết Chinh sinh năm 1988, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Công an xác định Nhập thường xuyên tìm kiếm những công dân tại các huyện miền núi, trong đó có huyện Quỳ Châu để đưa sang nước ngoài làm việc trái phép. Nhập cũng là chân rết quan trọng trong đường dây mua bán người sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Trong quá trình điều tra, Công an huyện Quỳ Châu nhận được đơn trình báo của một bị hại bị Di Văn Nhập và Phạm Thị Tuyết Chinh lừa bán qua biên giới. Ngày 7 tháng 8, Công an huyện Quỳ Châu nắm được thông tin Phạm Thị Tuyết Chinh vừa về nước qua đường bộ cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ngay lập tức, một tổ công tác đã di chuyển từ Nghệ An ra Lào Cai để xác minh. Tại thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, Công an huyện Quỳ Châu chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Phạm Thị Tuyết Chinh. Cùng thời điểm, tại huyện Quỳ Châu, một tổ công tác khác cũng đã bắt giữ Di Văn Nhập. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra. Tối hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Trần Tấn Phong sinh năm 1978, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, trưa hôm qua, anh BTS 27 tuổi, ngụ thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, điều khiển ô tô chở theo vợ và con đi tiêm phòng về trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Thời điểm này, ông Phong cũng điều khiển xe ô tô trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng ngược lại, rẽ trái vào đường Lê Chí Dân. Cho rằng anh S không dừng đường nên ông Phong đã đuổi theo chặn đầu xe của anh S lại bên đường. Khi chặn được xe, ông Phong dùng lời lẽ thô tục lăng mạ anh S nhiều lần, sau đó nhặt một khúc xương bò trên vỉa hè, đập bể kính xe của anh S. Do hoảng sợ, anh S đã xin lỗi, nhưng ông Phong yêu cầu anh S ra khỏi ô tô rồi tiếp tục hù dọa anh này, thậm chí còn bắt quỳ xuống xin lỗi. Đến khi nhiều người dân can thiệp thì ông Phong mới dừng lại, lái xe bỏ đi. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Qua truy xét, cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng Phong để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, ông này cũng bị cơ quan điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác. Kính chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Camera 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây trên mạng xã hội, nhiều tài xế đã chia sẻ clip ghi lại tình huống gây bức xúc liên quan đến hành vi chèn ép, cản trở không cho ô tô khác vượt. Các tình huống cho thấy cách hành xử đáng báo động của một bộ phận không nhỏ tài xế ô tô. Và đáng chú ý, hành vi chèn ép trên đường không chỉ liên quan đến văn hóa ứng xử, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào mức độ mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Camera 24 giờ hôm nay sẽ tổng hợp một số tình huống, mời quý vị cùng theo dõi. Sáng 10 tháng 7, trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn gần hầm chui Tam Hiệp, thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình, xe cứu thương xin đường ra tín hiệu ưu tiên. Thế nhưng chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ móc và xe tải vẫn cố tình đi song song với nhau một đoạn rất dài,
không cho xe cứu thương vượt qua. Hai xe này còn cố ý đi chậm vô đoạn đường cho phép lưu thông tốc độ tối đa đến 90 km/h. Tình trạng cản trở xe cứu thương không phải là chuyện hiếm gặp. Trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội, sáng ngày 26 tháng 6, trong cơn mưa, xe cứu thương liên tục ra tín hiệu ưu tiên và xin vượt. Thế nhưng, chiếc xe tải vẫn kiên quyết bám làn trái, nhất định không nhường. Sau khi không thể xin vượt, tài xế xe cứu thương đã phải chuyển sang làn khác để vượt lên. Cũng trong ngày 26 tháng 6, trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, xe cứu thương liên tục hú còi để cảnh báo và xin vượt. Nhưng tài xế chiếc xe bán tải vẫn thản nhiên chặn đầu, nhất quyết không chịu nhường đường. Được biết, trên xe cứu thương đang chở cụ bà 76 tuổi bị tai nạn nguy kịch. Hành vi của tài xế khiến nhiều người xem đoạn clip bức xúc. Hầu hết các vụ chèn ép xe cứu thương đều gây phẫn nộ trong dư luận và cơ quan chức năng đều vào cuộc xác minh xử phạt. Vào trưa 17 tháng 5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh xe tải không nhường đường cho xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chở người đi cấp cứu, đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 2 hướng Phú Thọ - Tuyên Quang. Tài xế xe tải đi chậm chặn phía trước suốt đoạn đường khoảng 10 km. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xử phạt tài xế xe tải. Kính thưa quý vị, theo Nghị định số 100 năm 2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông, người điều khiển ô tô có hành vi không nhường đường hoặc là gây cản trở xe được quyền ưu tiên, đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, phạt tiền từ 3 triệu đồng cho đến 5 triệu đồng. Đến năm 2021, quy định này được sửa đổi bởi Nghị định số 123 năm 2021, nâng mức phạt lên từ 6 đến 8 triệu đồng, hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong những tháng cuối năm, đơn vị sẽ phối hợp với thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn ra mắt nhiều sản phẩm du lịch đường thủy, góp phần kích cầu thị trường du lịch. Cụ thể, ngoài một số sản phẩm du lịch đường thủy đã và đang hoạt động có hiệu quả, cuối năm nay thành phố sẽ có thêm nhiều tuyến đường thủy được đưa vào khai thác du lịch như là tuyến Bạch Đằng, quận 7, Bạch Đằng, Bình Điền và tuyến Bạch Đằng, Chùa Hội Sơn. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ đưa vào khai thác nhiều tuyến du lịch tầm xa kết nối với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và mở rộng kết nối các tuyến du lịch đường thủy đi Campuchia. Bên cạnh đó, ngành du lịch thành phố còn định hướng phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch nông nghiệp, sinh thái và xây dựng thêm nhiều điểm đến du lịch mang đặc thù từng địa phương, tạo thêm sự đa dạng phong phú cho các sản phẩm du lịch. Không bàn ghế, không phục vụ, không còn những ly cà phê được nhân viên pha chế sẵn. Thay vào đó là xắn tay áo, trồng cà phê, mang hạt cà phê đi rang xay, rồi tự mình cho vào phễu và pha ra một ly cà phê đậm đà. Đây là điều ít ai nghĩ đến khi đi du lịch đến một nơi nào đó. Tuy nhiên, đó cũng chính là cách thưởng thức cà phê mới lạ được nhiều du khách tìm đến huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để trải nghiệm. Đến vườn cà phê này, du khách sẽ được chủ vườn giới thiệu về khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, môi trường mà cây cà phê tại đây phát triển tốt và cho ra những sản phẩm giá trị. Vượt gần 100 km từ thành phố Đông Hà đến Hướng Hóa, các bạn học sinh tại trường Trung học phổ thông Đông Hà đã có buổi ngoại khóa thú vị khi tự mình trồng cây cà phê, được tìm hiểu cách phân biệt từng loại cà phê và cả cách chế biến rang xay từng loại như thế nào để cho ra một ly cà phê đậm đà. Thời gian gần đây, cà phê Quảng Trị đang dần đánh dấu tên tuổi trong 2 năm liền. Hạt cà phê Arabica được trồng tại địa phương đạt giải nhất tại cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam. Với tiềm năng du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng cùng sự phát triển mạnh mẽ của cây cà phê, Quảng Trị hứa hẹn sẽ có những sản phẩm du lịch thú vị thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Những ngày qua, hình ảnh biển mây xuất hiện ở khu đồi cỏ xanh mướt nhấp nhô uốn lượn, phía xa xa lấp ló ánh bình minh được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nhóm du lịch. Vâng ạ, và khung cảnh gây sốt này thì được ghi lại tại đồi cỏ Ba Quán hay còn gọi là đồi cỏ Vinh Quý, nằm giáp ranh giữa xóm Khâm Đin và xóm Bắc Vọng thuộc xã Vinh Quý, huyện Hà Lan, tỉnh Cao Bằng. Khu vực này cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 70 cây số. Hai năm trở lại đây, đồi cỏ Ba Quán thu hút đông người dân và du khách bởi khung cảnh thiên nhiên quang sơ, độc đáo, mỗi mùa mỗi vẻ. Riêng từ tháng 5 đến tháng 10, đồi cỏ nhuộm màu xanh mơn mởn, không khí trong lành, mát mẻ.
Đặc biệt, thời gian gần đây, biển mây thường xuất hiện từ 4 giờ 30 đến 6 giờ. Theo người dân địa phương, thông thường nếu đêm hôm trước có mưa thì sáng hôm sau sẽ có mây xuất hiện. Thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh ở đây là vào lúc bình minh hoặc buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ, khi ánh mặt trời dịu nhẹ, hoàng hôn dần buông. Tới trải nghiệm đồi cỏ Ba Quán, du khách có thể ghé thăm các địa điểm khác ở Hạ Lan như hang Ngườm Bang, hang Dơi. Dịp cuối năm, du khách có thể ngắm đồi qua Giả Quỳ, xã Thái Đức, ngắm qua trạng nguyên xã Quang Long hay cắm trại dã ngoại trên đồi Thông, Dinh Quý thuộc xóm Khao Lừa. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.